Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra chương trình tổ chức tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 với chủ đề Cùng chung tay giữ màu xanh của biển, hướng đến khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển, kêu gọi mỗi người phải có trách nhiệm với đại dương. Theo đó, các hoạt động cổ động như treo pano áp phích khẩu hiệu các ngành địa phương cần có hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo như tăng cường kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. Các công trình như là trồng cây xanh chắn cát, chống sói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động như chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững.